Tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Cần Thơ không ghi nhận ca nhiễm mới. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 1.047 ca COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố, Hà Nội vẫn nhiều nhất. Trong ngày có 9.542 ca mắc COVID-19, gấp 9 lần ca mới, tiếp tục không có F0 tử vong trong ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định 38, Hải Phòng 18, Phú Thọ 17. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh 44, Quảng Bình 25, Lai Châu 23. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 1.108 ca trên ngày. Kênh sẽ cập nhật tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để cập nhật video mới.